Với người dân ở đất liền, việc theo dõi các kênh truyền hình khá thuận lợi. Tuy nhiên, để đưa được sóng truyền hình đến với huyện đảo Trường Sa không hề đơn giản. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, người dân trên các đảo đã nắm bắt được tình hình thời sự trong và ngoài nước, cũng như những thông tin kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa, giải trí một cách đầy đủ kịp thời. Trong đó có nhiều kênh truyền hình địa phương. Từ nền tảng công nghệ số, vệ tinh Vinasat, từ năm 2012 đến nay, cánh sóng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk đã phủ sóng không chỉ trong toàn quốc mà còn vươn ra khu vực Đông Nam Á, một số nước châu Á và khu vực lân cận. Chính nhờ vậy, người dân và các cán bộ chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa cũng thuận tiện theo dõi, nắm bắt được các thông tin đa dạng do Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk phát sóng, trở thành một kênh thông tin quan trọng trong đời sống người dân. Bà con Trường Sa ở đây là nhiều kênh đa dạng về thông tin xã hội. Kênh Đắk Lắk thì nhà mình cũng hay thường xem để biết thông tin bà con ở trên Tây Nguyên. Hiện nay tại một số nơi thuộc huyện Trường Sa cũng đã thử nghiệm thành công sóng 4G. Khi đi vào hoạt động ổn định, người dân sẽ có thêm tiện ích duyệt web và xem video trực tuyến trên website, cổng thông tin điện tử nói chung, website và các fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk nói riêng.